Hi everyone, welcome to loiyayhay.com. Our lesson today is Skill 2, Unit 1, My New School. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với loiyayhay.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần Skill 2. Bài 1, trường học mới của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kỹ năng đầu tiên đó là Listening. Activity 1, Chani, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answer to this question. Yêu cầu của hoạt động số 1 đang nói về Janet, một học sinh ở trường Palmer ở Mỹ. Cô ấy đang nói về ngôi trường của cô ấy. Hãy đoán câu trả lời cho những câu hỏi sau. Thì sau đây cô có hai câu hỏi. Question number 1. Do you think the student there wear a uniform? Bạn có nghĩ là học sinh ở đó mặc đồng phục hay không? Question number 2. Do they learn Vietnamese as a foreign language? Họ có học tiếng Việt giống như là một ngôn ngữ, một ngoại ngữ hay không? Họ có học tiếng Việt như là một ngoại ngữ hay không? Thì sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời hai câu hỏi này. Đối với câu hỏi đầu tiên, các em có thể trả lời như sau. Yes, they do là đồng ý với quan điểm là họ có mặc đồng phục, hoặc no, they don't là họ không mặc. Đối với câu hỏi thứ hai, nếu các em đồng ý rằng họ cũng học tiếng Việt thì các em sẽ trả lời yes, they do, hoặc nếu không đồng ý các em sẽ trả lời no, they don't. Vietnamese is not popular enough to learn. Là không, tôi không nghĩ vậy. Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam thì không phổ biến để học. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo. Đó là listen to the talk and check your guesses. Là các em hãy nghe bài nói và sau đó là kiểm tra suy đoán của các em có đúng hay không. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe. Unit 1, My New School. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Listen to the talk and check your guesses. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day. But today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe xong thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Thì đối với câu hỏi đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn đáp án là yes they do. Và đối với câu hỏi thứ hai thì chúng ta cũng sẽ chọn đáp án là yes they do. Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy có học 2 tiếng 2 giờ tiếng Việt vào mỗi tuần. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động tiếp theo, activity 2. Listen again and choose the correct answer A or B. Bây giờ thì các em hãy lắng nghe lại và sau đó là chọn đáp án đúng A hoặc B. Thì sau đây chúng ta có 5 câu hỏi. Question number 1. Janet's favorite teacher is her teacher. Cái giáo viên yêu thích của Janet là dạy môn gì của cô ấy? Question A, math, toán, hay là B, science, khoa học. Question number 2, today Janet, her uniform. Hôm nay thì Janet có mặc đồng phục của cô ấy hay không? Is wearing là đang mặc, isn't wearing là không mặc. Question number 3, Janet studies for 2 hours a week. Janet thì học cái gì 2 giờ mỗi tuần? A, English, tiếng Anh, B, Vietnamese, tiếng Việt. Question number 4, Janet usually does her homework. Janet thì thường làm bài tập của cô ấy in the library, thư viện, hay là B, at home, ở nhà. Question number 5. Her class is going to have a biology lesson. Lớp học của cô ấy sẽ có môn sinh học. Bài học về A, on a farm, về nông trại. B, in the class, là ở lớp học. Sau đây cô và các em sẽ cùng nhau lắng nghe.
1. My new school. Page 13. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen again and choose the correct answer A or B. Hi, my name's Janet. I'm 11 years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to have a biology lesson on a farm. Rồi, và như vậy là cô và các em vừa lắng nghe và cô cũng đã hoàn thành xong đáp án. Thì sau đây cô có một đoạn audio script về bài nghe, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung và cùng kiểm tra đáp án. Hi, my name is Janet. I'm 11 years old. I'm now in 6th at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teacher at my school are nice and very helpful. And my favorite teacher is Miss Smith. She teaches math. I have 2 hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniform every day, but today we aren't. We are going to have a biology lesson on a farm. Xin chào, mình tên là Janet. Mình năm nay 11 tuổi và bây giờ thì mình đang học năm 6 tại trường Palmer và mình rất là thích ở đây. Những cái bạn học cùng lớp của mình thì rất là thân thiện, giáo viên ở trường thì rất là tử tế và tốt bụng. Và cái người giáo viên yêu thích của mình đó là Mr. Smith. Cô ấy dạy chúng mình môn toán và mình có 2 giờ để học tiếng Việt vào mỗi tuần. Và mình thường làm bài tập ở nhà, ở thư viện. Và chúng mình thì mặc đồng phục mỗi ngày, nhưng mà hôm nay thì mình không mặc. Và chúng mình sẽ có môn sinh học ở nông trại. Và với nội dung như vậy thì chúng ta có thể trả lời được đáp án của mình. Đầu tiên, câu số 1 là giáo viên yêu thích của Janet, đó là môn toán. Tiếp theo, ngày hôm nay thì Janet không có mặc đồng phục bởi vì cô ấy có nói là but today we aren't day và she teaches us math. Và tiếp theo, câu thứ 3 thì Janet học 2 giờ mỗi tuần về môn về tiếng Việt. I had 2 hours to study Vietnamese every week. Và tiếp theo, Janet thường làm bài tập về nhà của cô ấy ở thư viện. I usually do my homework in the library. Và tiếp theo câu hỏi cuối cùng, cô ấy sẽ có môn sinh học, học giờ sinh học ở nông trại. Trong câu cuối cùng, Janet có nói we're going to have biology lesson on a farm. Và chúng ta sẽ đến với kỹ năng tiếp theo, đó là writing activity 3. Write the answer to the following questions about your school. Yêu cầu của hoạt động số 3 là các em hãy viết câu trả lời cho những câu hỏi sau về ngôi trường của bạn. Sau đây chúng ta có 5 câu hỏi. Question number 1, what is the name of your school? Là cái tên ngôi trường của các em là gì? Thì các em sẽ trả lời như sau. The name of my school is Thực nghiệm Secondary School. Là tên trường của tôi đó là trường trung học thực nghiệm.
Và câu hỏi thứ hai, question number 2, where is your school? Có nghĩa là trường của em ở đâu thì các em sẽ trả lời is in Hà Nội hoặc it is Ho Chi Minh City. Tiếp theo, question number 3, how many classes does your school have? Là trường của em thì có bao nhiêu lớp học? Các em có thể trả lời cấu trúc của câu này như sau là there are 40 classes. In my school, tiếp theo, question number 4, what do students do at your school? Là ở trường thì học sinh làm gì? Thì các em có thể trả lời là ở trường học sinh có thể là chơi vào giờ nghỉ và ăn uống ở canteen. Đối với câu này thì hơi dài nên cô sẽ trả lời ra giấy để các em có thể quan sát kỹ hơn. There are 40 classes in my school. Và tiếp theo, câu hỏi thứ tư. At school, students have lesson play at break time and have meal at the canteen. Ở trường, học sinh sẽ có tiết học, chơi vào giờ nghỉ và ăn uống ở canteen. At school, students have lesson play at break time and have meal at the canteen. Và tiếp theo, question number 5, what do you like about your school? Là em thích gì về trường học? Thì chúng ta có thể trả lời là my school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students to take part in. Là em thích ngôi trường vì trường rộng rãi và có nhiều cây. Hơn nữa mà còn có câu lạc bộ mỹ thuật để có thể tham gia. Is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club
for students? To take part in. Và đó là nội dung của 5 câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến activity 4. Use the answer in activity 3 to write a paragraph of 40 or 50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you. Yêu cầu hoạt động số 4 là các em hãy sử dụng các câu trả lời ở bài tập số 3 để viết một đoạn văn khoảng 40 đến 50 từ về trường của em, và hoặc em có thể tham khảo các bài đọc để có thể giúp các em. Thì sau đây cô đã chuẩn bị một bài văn, các em có thể cùng tham khảo. Thực nghiệm secondary school is a public school in Hà Nội. This school has 40 classes, is very large, with a big stadium for students to play sport, and a lot of trees around. This is an art club. Students can learn whatever art subjects they like. Trường Trung học Cơ sở Thực nghiệm là một trường công lập tại Hà Nội. Trường này thì có 40 lớp và nó rất là rộng. Và có một cái sân vận động lớn để học sinh có thể chơi thể thao. Và nó có rất nhiều cây cối được bao xung quanh. Và nó cũng có một câu lạc bộ nghệ thuật và học sinh có thể học bất cứ môn nghệ thuật nào mà họ thích. Các em có thể tham khảo để viết cho mình một đoạn văn về môi trường của mình. Còn bây giờ thì cô sẽ tổng kết lại toàn bộ từ vựng mà các em sẽ cần ghi nhớ trong bài học này. Chúng ta có từ đầu tiên đó là foreign language, có nghĩa là ngôn ngữ nước ngoài. Vocabulary. Number one. A foreign language. Number two, favorite, có nghĩa là yêu thích. Và tiếp theo, number three, biology, có nghĩa là môn sinh học. Môn sinh học. Và tiếp theo, number 4, on a farm, có nghĩa là trên trang trại hoặc nông trại. Và như vậy là bài giảng của chúng ta đến đây là kết thúc. Thanks for your watching. Have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em có một ngày học tập thật hiệu quả với lời dạy hay. Và cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo.